Toán tử là gì? Tức là những cái biểu thức, những cái tính toán á. Mình có toán tử số học, toán tử so sánh, toán tử logic và toán tử gán. Ok không? Thì cái gán là mình biết rồi á, giờ dọn dẹp chiến trường nha, dọn dẹp chiến trường. Cái gán mình về là giờ gán nè, in x x bằng 5 là gán đó. Ok không? Rồi sau đó mình có những phép toán nè, phép toán số học. À, x bằng 5 cộng 3 là phép cộng, đúng không? Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia lấy dư. Ok, nhớ không? Nhớ này nói rồi đúng không? Rồi, cộng trừ nhân chia lấy dư gọi là phép toán về số học. Được chưa? Rồi. Ngoài ra, mình nói thêm hôm trước mình chưa nói cái này nè quý vị, mình để ý quý vị để ý cái mã này nha. X bằng x cộng 2. Rồi, đọc cái mã này coi. Bây giờ x là mấy? Không. Bảy. Đầu tiên là x bằng 5. Rồi sau đó nó viết vậy ý nghĩa rồi nha. Giá trị mới của nó nè, giá trị mới của nó bằng giá trị cũ của nó cộng thêm cho 2. Tức là hiểu nôm na bây giờ mình lấy này x là nhiêu? 5. 5 cộng thành 2, lấy 5 ra đúng không? Cộng thêm cho 2. Rồi, thành 7. 7 cái mình viết ngược cho vô x. Đọc nôm na là giá trị mới của nó bằng giá trị cũ của nó làm thêm cái gì đó cộng thêm cho 2. Ok, được cái này không? Gì không? Rồi. Thì nếu cái này cái kiểu này nó thông dụng, nó rất là thông dụng, đâm ra người ta viết tắt, người ta viết tắt thành ra là x cộng bằng 2. Rồi, học thêm cái dấu đó. Cộng bằng. Ok không? Cộng bằng. À. X cộng bằng 2. Cộng bằng. À. Mà nếu mà có cộng bằng rồi thì nó sẽ có gì quý vị? Cộng bằng, trừ bằng, nhân bằng, chia bằng, chia lấy dư bằng. Ok, chịu không? Chịu. Rồi. Bây giờ tiếp cái trường hợp nè. Y bằng Y cộng 1. Nó còn nó tăng lên một đơn vị đúng không? Người ta sẽ viết tắt thành Y cộng bằng 1. Chịu cho. Ok ok, đơn giản ha. Rất là dễ. Nhưng mà riêng cái trường hợp cộng 1 á, ví dụ mấy cái cộng 2, cộng 5, cộng 3, cộng 4, cộng 7, cộng 9 gì đó là chỉ cần ghi tới là cộng bằng cái đó. Nhưng mà riêng cái trường hợp cộng 1 là nó tăng lên một đơn vị, nó quá thông dụng, thông dụng hơn thằng kia nữa. Đâm ra người ta viết tắt lại thành thêm một lần nữa. Thành ra là x cộng cộng. X cộng cộng là tăng x lên một đơn vị. Ok không? Rồi, y ha, đang viết y. Y cộng cộng là tăng y lên một đơn vị. Gì không? Y cộng cộng tăng y lên một đơn vị, vậy nó sẽ có y trừ trừ giảm y xuống một đơn vị. Rồi, vậy nó có y nhân nhân có không? Không. Y chia chia có không? Không luôn. Tại sao? Không ạ. Nó chia một cũng bằng chính nó, nó nhân một bằng chính nó, duy trì cho nó hợp. Dẹp ha. Rồi, vậy nó có cộng cộng với trừ trừ nha, nhớ. À, x cộng cộng, y cộng cộng, thật ra y cộng cộng với lại cộng cộng y là giống nhau. Thật ra nó khác nhau á, nó khác nhau nhưng mà khi mình viết những cái sâu sắc thì mình mới quan tâm đến chuyện đó, còn viết bình thường thôi. Cái sâu sắc tính sao? Rồi, y cộng cộng là cộng cộng y là tăng y lên một đơn vị. Ok, chịu chưa? Rồi, chịu. Rồi, vậy là chúng ta qua được cái phép toán về số học và cái cộng cộng bằng, trừ bằng, nhân bằng, chia bằng với lại cộng cộng, trừ trừ. Ok ha. Rồi. Tiếp theo mình có phép toán về so sánh. So sánh tức là so sánh coi thằng này nó có lớn hơn thằng kia hay không á, là so sánh. À, ví dụ như là so sánh này nè, so sánh 5 lớn hơn 3 là so sánh. Chịu chưa? Mà 5 lớn hơn 3 này chả phải chu hay phôi. Rồi, bởi vậy mình sẽ có thể có boolean mình nhận. Rồi, được chưa? Nói chung là phép toán này là phép toán trả về chu hoặc con. Thì nó có những cái dấu nè, quý vị, nó có những dấu nè. Lớn hơn hoặc bằng. Nhỏ hơn hoặc bằng. Ok không?
ý cái dấu bằng nha. Bằng phải viết là bằng bằng. Ok chưa? Tại sao vậy? Tại vì mình ghi một dấu bằng á, nó tự phép gán. Nó tự phép gán. Ví dụ, mình ghi nè, in x bằng in x bằng x rồi ha. In m bằng 5, in n bằng 7. Cái mình ghi nè, mình ghi m lớn hơn 5 hay không, ví dụ b m có lớn hơn n hay không, ví dụ vậy. Cái này so sánh đúng không? Bây giờ mình ghi nè, m bằng n, nó tưởng là lấy giá trị của n gán vô cho m, nó tầm 7 à, hình như tưởng không. Đâm ra chỗ này mình ghi vậy nó đổi liền á, nó ghi là hai dấu bằng bằng. Ok không? Là so sánh á, so sánh bằng, coi nó có bằng hay không. Ok chịu không? Thí dụ như cái này nó trả về phone, còn nếu mà giữ chỗ này 5 luôn thì sao? So sánh 5 với 5 nó trả về chu. Ok chịu không? Chịu. Rồi, so sánh nè. Lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, bằng và dấu khác, khác là chấm than bằng. Ok không? Chấm than bằng. Gì chưa? Ok. Rồi. Tiếp. And or not. Nha. Yeah. Nó gọi là phép toán logic. Phép toán logic để so sánh cái sự logic đó. Ví dụ phép toán logic này, cái luật nó dài, ví dụ mình nói, ví dụ mình nói ví dụ nha. 5 lớn hơn 3 và 7 nhỏ hơn 2, thì đố quý vị nó ra cái gì? 5 lớn hơn 3 ra cái gì? 5 lớn hơn 3 chu, 7 nhỏ hơn 2 phone. Vậy bây giờ vấn đề là chu and phone ra cái gì? Chu and phone ra phone phải không? Rồi, mình có mình đề A và với mình đề B. Vậy bây giờ nè, chu and chu ra chu, chu and phone ra viết gì trời, ra phone. Thôi tôi viết ngồi tôi loạn, từ từ bình tĩnh. Phone ra phone phải không? Phone and chu ra phone, phone and phone ra phone luôn. Yeah. Rồi, bị thức phạt A gạch gạch, cái dấu gạch này nó nằm trên phía enter đó quý vị nha, dấu hoặc nó nằm trên phía enter, gạch gạch B chỉ gì? A hoặc B, A hoặc B là cái gì nha? Chu hoặc chu ra chu, chu hoặc phone ra chu, phone hoặc chu ra chu luôn. Phone hoặc phone ra phone. Ok quá giỏi luôn, được chưa? Nhớ không hay là lạnh cào cào? Nhớ rồi đó, mình nhớ, mình nhớ, nhớ vậy cho dễ nhớ nè. Tôi rảnh và bạn tôi rảnh thì đi chơi chung với nhau. Vậy cái chuyện chơi chung với nhau, cái chuyện chung đó, đi chung với nhau xảy ra thì ai bậy 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 bậy, nó bậy, nó bậy. Ờ đúng rồi, tôi rảnh và bạn tôi rảnh đi chơi chung với nhau. Vậy cái chuyện đi chơi chung xảy ra khi cả hai cùng rảnh, còn tất cả còn lại là tiêu hết, đúng không? Còn hoặc nè, tôi có xe hoặc bạn tôi có xe thì chở nhau đi chơi. Vậy cái chuyện chở nhau đi chơi xảy ra khi một đứa có xe là được rồi, hai đứa càng tốt. Chỉ có sai khi cả hai cùng không có xe hết, thì lúc đó chở nhau không có mà nó đi bộ vậy thôi. Rồi, hiểu chỗ này không? Cái luật này không? Hại não hả? Đâu gì đâu hại não. Học thì nó phải vậy thôi chứ biết sao giờ, được chưa? Ok không? Rồi đây nó giải thích nè, cộng trừ nhân chia, chia lấy dư, cộng cộng trừ trừ. Sao đánh bàn, bàn bàn,
lớn hơn bằng, nhỏ hơn, nhỏ hơn bằng. Bằng khác. And, not. Nó tức là phủ định á, phủ định. Thí dụ, nó đang, nó nè, a, phủ định của a, đúng không? Vậy a tru, mà mình phủ định của tru thì thành gì? Thành phone, vậy thôi. Mà nó đang phone, mà mình phủ định lại. Ừ, ơi chứ ẹt. Phủ định lại. Chịu không? Rồi, ở đây nó có một cái toán tử điều kiện. Toán tử điều kiện này mình sẽ để mình nói sau. Rồi, đến đây chứ đã. Xong rồi ha.